và ban chấp hành. Ông cựu chủ tịch cộng đoàn Bùi Văn Toàn cùng với toàn thể quý vị trong cộng đoàn Thê Phê đã phân ưu thăm hỏi và tham dự những giờ cầu nguyện sắp sáng để cầu nguyện cho linh hồn Domenico, cũng như đã giúp chúng tôi trong việc tổ chức tang lễ. Chúng tôi xin cảm ơn ca đoàn trưởng Kefel, ca đoàn trưởng Noise và tất cả các ca viên với lời tha thiết trong tâm tình cầu nguyện đã hát giúp cho thánh lễ hôm nay thêm phần sắp sáng. Chúng tôi xin cảm ơn những thân hữu đã bỏ nhiều kỳ giờ tận tình chúng tôi trong việc chuẩn bị mọi chi tiết cho tang lễ hôm nay được thêm phần long trọng. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thân bằng quyến thuộc từ nơi xa xôi đã đến vì tình thương yêu đã phân ưu xin lễ cầu nguyện và đặt vòng hoa và sốt sáng tham dự thánh lễ an táng hôm nay để cầu nguyện và tiễn đưa người thân yêu của chúng tôi. Sự quan tâm, tình thương yêu và lời cầu nguyện của quý vị đã là một an ủi vô cùng quý báu cho tang gia chúng tôi trong lúc khó khăn này. Nguyện xin Thiên Chúa ban hồng ân tràn đầy đến quý vị. Trong lúc tang gia bối rối, xin quý vị nguyện tình tha thứ nếu có những thiếu sót của chúng tôi. Một lần nữa, chúng tôi xin gửi đến toàn thể quý vị lời tri ân rất chân thành của chúng tôi. Zuletzt möchte ich Dr. Klose Schwager von Herrn Dr. Chung zu Wort. Ich lernte Dr. Tung 1983 kennen, vor fast 40 Jahren. Eine ganz andere Zeit. Er war freundlich zu mir und doch sehr zurückhaltend. Ein Deutscher, möglicherweise als zukünftiger Schwager in der Familie, konnte er sich nicht vorstellen. So dachte ich damals. Doch an, wie wir alle sehr liebevoll und respektvoll Mahai nennen, und auch ihre Eltern haben mich sehr viel aufgenommen. Ein Student, den Quinn gut kannte. 3 Jahre später, also 1986, feierten Quinn und ich Hochzeit in Köln, im großen Familienkreis. Mein zukünftiger Schwiegervater bügelte mir das Hemd zu meinem Hochzeitsanzug und Mahai und Tung fuhren uns zur Kirche. Mann, war ich stolz. Ich fühlte mich als Teil einer großen Familie, in Deutschland und in den USA lebte. Mein Verhältnis zu Tung hatte sich verändert. Wir sahen uns häufiger. Dr. Tung war ein hochrespektierter Arzt in Köln und ich suchte fortan meine Rolle in der Großfamilie. Neben meiner Ehefrau Quinn war Mahai meine wichtigste Unterstützerin. Ende der 80er Jahre kamen die ersten schwierigen Prüfungen des Lebens. Wir brauchten Hilfe und Mahai und Tung waren zur Stelle. Jederzeit und ungefragt. Auch als Tung im Krankenhaus lag, wochenlang war unsere lebhafte Vivian immer wieder bei Mahai und Tung, während wir uns um Olivia kümmerten. Es wurde alles gut. So wuchsen wir über die Jahre hinweg immer enger zusammen. Wir sahen uns regelmäßig, feierten im Familienkreis, ob in Hagen oder Krefeld. Ich bewunderte, dass Tung trotz seines harten Alltags als Chirurg immer wieder Zeit fand, sich weiterzubilden. Das imponierte mir. Ich verstand nicht viel von Gefäßchirurgie, die er mir eines Nachmittags näher brachte. Einfacher hingegen war es mit ihm über Sony Videorekorder oder Canon Spiegelreflexkameras zu diskutieren. Da konnte ich mithalten. Es gibt herrliche Aufnahmen aus den 80er und 90er Jahren, die Tung für uns anfertigte und die wir uns im Familienkreis immer wieder gerne ansehen.
Die Verbindung war hergestellt. Wir respektierten einander. Wir verstanden uns. Wir waren nicht immer einer Meinung, gerade bei Tradition und Moderne. Ich habe diese Diskussion gemocht. Natürlich auch den guten Wein, den es bei Kung bei solchen Gelegenheiten immer gab. 39 Jahre haben wir einander begleitet. Jeder ging seinen Weg und wir unterstützten einander. Kung ist nun am Ende seines Weges angekommen. Möge er gehen. Im Namen meiner Schwägerin, Kung, möchte ich mich herzlich bedanken für die Organisation der Messe und der Trauerfeier bei Priester Long, beim vietnamesischen Chor aus Neuss, bei Antoine, bei Adrien und der vietnamesischen Community aus Krefeld. Vielen Dank für Ihr Erscheinen und Ihre Anteilnahme. Anh Đa Nguyễn Trùng kính mến, giờ tới phiên em thơ với anh một vài lời. Hôm nay trong thánh lễ, anh và em và mọi người trong thánh lễ ở đây đều nghe Chúa Giêsu nói: Thầy đi trước để dọn chỗ cho các con. Thầy đi rồi Thầy lại đến để đưa các con về ở với Thầy. Em tin chắc anh đã được rửa bằng máu và nước từ trái tim Chúa. Chúa sẽ đưa anh về với Chúa. Vì chính Chúa Giêsu cầu nguyện của Chúa Cha: Lạy Cha, con muốn rằng những kẻ Cha đã ban cho con, để con ở đâu họ cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con. Anh Trung kinh mến, khi về với Chúa, xin anh cầu bầu cho chị, cho tất cả mọi người chúng em và cho công đoàn Thánh Tâm Krefeld. Xin kính chào anh. Thầy thuốc Đa Minh Diên Quốc Trung thân yêu, anh chị em thân mến trong cùng Chúa Đại Cha,
Chúng ta hôm nay tụ tập nơi thánh đường này bên quan tài anh Đa Ni Diên Quốc Tùng, dâng thánh lễ cầu nguyện cho anh và tiễn đưa anh đến nơi an nghỉ cuối cùng. Sự ra đi của ông Đa Minh Trung để lại hàng trống nỗi đau buồn cho người vợ thân yêu, cho các em, các cháu, cho mọi người chúng ta. Chúng tôi xin chân thành chia buồn cùng chị, cùng các em anh quá cố Đa Minh Trung. Đức tin cũng giáo dục chúng ta chết không phải là hết, là chân cùng, nhưng là bắt đầu một đời sống mới. Đó là niềm an ủi và hy vọng cho cuộc đời chúng ta. Trong niềm tin vào Chúa Phục Sinh, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện cho linh hồn anh Đa Minh Diên Quốc Tùng. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã chịu chết thay cho chúng con, xin Chúa thương xót chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã từ qua chết sống lại, xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa người bên nước Đức Cha để cầu bổ cho chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Lạy Chúa là Cha của sự sống và sự chết, Chúa đã gọi Đa Minh Diên Quốc Tùng về với Chúa, xin tha thứ những lỗi lầm ông đã phạm khi còn xin tiền trên trần gian. Xin dù lòng từ bi ban cho linh hồn Đa Minh ân bình an, bấy lâu hằng mong đợi, cùng hợp với các thánh, xin cho linh hồn Đa Minh được hưởng sự sống bất diệt bên ngài Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Trong thi đặng chúng ta nhớ đến đời sống gương sống đức tin tình yêu của người qua cố khi xưa đã cùng chung sống với chúng ta. Thank you.